Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát sóng cuối tuần trên kênh Tâm thức Việt TTV. Mở đầu là bản tin cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine, được tổng hợp từ trang Facebook Cụ Tuấn. Đối mặt với sự cô lập sâu sắc về cuộc chiến Ukraine, vào hôm 30 tháng 3, Nga dường như đã điều chỉnh lại một chút lập trường của mình, cho phép tiếp cận nhân đạo nhiều hơn đến thành phố cảng bị tàn phá Mariupol và dường như rút lui khỏi cuộc đối đầu về hình thức thanh toán khí đốt với các khách hàng châu Âu. Nhưng các quan chức phương Tây cho biết, họ thấy ít bằng chứng hỗ trợ tuyên bố của Nga rằng họ đang giảm đáng kể sự hiện diện quân sự của mình xung quanh Kiev, thủ đô của Ukraine và giao tranh vẫn tiếp tục không suy giảm ở các khu vực xung quanh thành phố vào ngày 31 tháng 3. Một quan chức địa phương cho biết tại Dnipro, thành phố trung tâm đã trở thành trung tâm viện trợ nhân đạo cho các vùng khác của Ukraine. Một cuộc tấn công của Nga trong đêm đã phá hủy một kho dầu. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết tại một cuộc họp báo, nga duy trì áp lực lên Kiev và các thành phố khác. Vì vậy chúng tôi dự đoán sẽ có các hành động tấn công bổ sung gây ra nhiều đau khổ hơn nữa. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết tại một cuộc họp báo. bất kể ý định thực sự của Moscow trên chiến trường là gì, các quan chức nga đã chế giễu Mỹ trước tuyên bố của Mỹ trước đó một ngày rằng các cấp dưới của Tổng thống Vladimir Putin lo sợ về cơn thịnh nộ của ông đã đánh lừa ông về tình hình cuộc chiến. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, họ không hiểu Tổng thống Putin, họ không hiểu cơ chế ra quyết định và họ không hiểu những nỗ lực trong công việc của chúng tôi. Ở Mariupol, nơi dân cư đã bị chia cắt trong nhiều tuần với thế giới bên ngoài do quân Nga bắn phá dữ dội và giao tranh dữ dội, có thể có thời gian nghỉ ngơi giữa các báo cáo rằng một nhóm từ Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế đang chuẩn bị cố gắng tham gia vào thành phố nhóm hy vọng sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp và bắt đầu sơ tán cư dân từ ngày 1 tháng 4. Crystal Wells, phát ngôn viên của hội chữ thập đỏ ở Geneva cho biết, có vẻ như có một tia hy vọng nào đó mà chúng tôi có thể đi được, vì vậy chúng tôi cần phải chờ. Hàng ngàn thường dân được cho là đã thiệt mạng và những người sống sót bị mắc kẹt trong các tầng hầm, không có điện hoặc nhiệt và tuyệt vọng vì thiếu thức ăn nước uống và các nhu yếu phẩm khác. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết vào hôm 31 tháng 3 rằng một đoàn xe gồm 45 chiếc xe buýt đã khởi hành đến Mariupol để tiếp cận những thường dân bị mắc kẹt và đã đạt được một thỏa thuận về một lối đi để sơ tán người dân ra khỏi thành phố Melitopol, xa hơn về phía Tây người dân từ cả hai thành phố dự kiến sẽ tìm đường đến Zaporizhia, một thành phố xa hơn về phía Bắc, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, mặc dù các cuộc sơ tán trong những ngày trước đó diễn ra lễ tẻ và thường bị ngưng lại vào phút cuối vì giao tranh. Hãng tin TASS đưa tin Nga sẽ mở các hành lang nhân đạo từ thành phố Mariupol bị bao vây vào ngày 1 tháng 4. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ sẽ mở một hành lang nhân đạo từ Mariupol đến thành phố Zaporizhia, theo hãng tin TASS, Thượng tướng Mikhail Mizinstev, người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga, cho biết Moscow đang thực hiện theo yêu cầu mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đưa ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đó là mở các hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán. Trong một diễn biến khác, Bộ Năng lượng Nguyên tử Ukraine dẫn lời các nhân viên của Chernobyl cho biết các lực lượng Nga đã rời khỏi nhà máy điện Chernobyl. Ngày 31 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ông đã ký sắc lệnh yêu cầu người mua nước ngoài bắt buộc phải trả tiền mua nhiên liệu của Nga bằng đồng rút kể từ ngày 1 tháng 4. Hợp đồng sẽ bị ngừng nếu bên mua không thanh toán. Ông Putin nói thêm rằng, nếu không thanh toán, chúng tôi sẽ coi đây là quyết định từ phía người mua và họ chịu trách nhiệm với tất cả các hậu quả sau đó. Không ai cho chúng tôi thứ gì miễn phí và chúng tôi cũng sẽ không làm từ thiện, nghĩa là các hợp đồng hiện tại sẽ dừng lại sắc lệnh do ông Putin ký đặt ra một cơ chế để người mua chuyển ngoại tệ vào một tài khoản đặc biệt tại ngân hàng Gazprom Bank của Nga. Ngân hàng này sau đó sẽ gửi lại đồng rút cho người mua nước ngoài để thanh toán tiền khí đốt. Ông Putin cho biết, việc chuyển đổi này nhằm củng cố chủ quyền của Nga vì các nước phương Tây đang sử dụng hệ thống tài chính như một vũ khí và việc Nga giao dịch bằng đồng đô la và đồng euro không có ý nghĩa gì khi tài sản bằng các loại tiền tệ đó đang bị đóng bằng. Ông Putin khẳng định, Nga đã và sẽ tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ theo tất cả các hợp đồng, kể cả hợp đồng khí đốt và sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt với khối lượng quy định. Sau khi nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga, Thủ tướng Ý Mario Draghi cho biết ông không tin rằng châu Âu đang gặp nguy hiểm khi nguồn cung cấp khí đốt của họ bị ngừng lại. Ông nói rằng ông hiểu rằng Tổng thống Nga sẽ dành một nhiệm bộ cho các nước châu Âu và việc chuyển đổi các khoản thanh toán từ đô la hoặc euro sang đồng rút là vấn đề nội bộ của Liên bang Nga. Nga cũng cho biết vào hôm 31 tháng 3 rằng các lực lượng của họ sẽ rời khỏi nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, theo một tuyên bố từ công ty năng lượng nhà nước của Ukraine. Chernobyl là nơi xảy ra vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử, đã bị quân Nga chiếm đóng kể từ những ngày đầu của cuộc chiến tranh. Khi được hỏi về các báo cáo chưa được xác nhận rằng một số binh sĩ Nga đã bị bệnh phóng xạ, thư ký báo chí của ngũ giác đài John Kirby cho biết việc chuyển quân dường như là một phần của quá trình tái định vị rộng lớn hơn và không phải vì các mối nguy hiểm về sức khỏe hoặc một số loại trường hợp khẩn cấp hoặc một cuộc khủng hoảng tại Chernobyl. cả hai quan chức Ukraine và Nga đều phát đi tín hiệu sẵn sàng tiếp tục đàm phán về cách kết thúc chiến tranh hiện đã bước sang tuần thứ sáu. Một thành viên trong nhóm đàm phán của Ukraine nói rằng các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục thông qua liên kết video vào thứ Sáu và ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, nước chủ trì các cuộc đàm phán trong tuần này, nói rằng những người đồng cấp Nga và Ukraine có thể gặp nhau trong vài tuần nữa. Và vào ngày 31 tháng 3, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đề nghị ủng hộ một cách thận trọng một đề xuất đang lưu hành trong các hành lang quyền lực của châu Âu có thể giúp mang lại một thỏa thuận hòa bình. Về nguyên tắc, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có thể giúp đảm bảo an ninh của Ukraine. Khi được hỏi về kết quả cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin ngày 30 tháng 3, Thủ tướng Ý Mario Draghi cho biết trong cuộc nói chuyện, ông Putin khẳng định các điều kiện chưa chín mùi để ngừng bắn tại Ukraine. Thủ tướng Draghi trả lời phóng viên rằng, tôi hỏi ông ấy, tức tôi hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi nào thì ngừng bắn và liệu có lệnh ngừng bắn nào đã được lên kế hoạch hay chưa? Điều quan trọng nhất bây giờ là chứng minh mong muốn tồn tại hòa bình bằng cách thực hiện ngay lệnh ngừng bắn ngắn hạn. Ông Putin nói chưa đủ điều kiện ngừng bắn. Tuy nhiên sau đó, một hành lang nhân đạo được mở ra ở Mariupol. Đó cũng là thông tin mọi người đọc được trên báo chí hôm nay. Thủ tướng Idragi nói tại một cuộc họp báo ở Rome ngày 31 tháng 3 khi được hỏi về cuộc điện đàm trước đó một ngày với Tổng thống Nga Putin. Ngoài ra, ông Putin xác nhận các điều kiện chưa đủ để tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa ông với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nga đang đề xuất giảm mạnh giá bán dầu trực tiếp cho Ấn Độ trong bối cảnh áp lực quốc tế gia tăng do các lệnh trừng phạt, hãng tin Bloomberg dẫn lời các nguồn thạo tin tiết lộ. Nga đang chào bán dầu Urals nhãn hiệu dầu tham chiến được sử dụng làm cơ sở để định giá hỗn hợp dầu xuất khẩu của Nga cho Ấn Độ với mức chiết khấu lên tới 35 đô la một thùng so với thời điểm trước chiến dịch quân sự ở Ukraine để thu hút Ấn Độ mua thêm hàng. Các cuộc thảo luận đang được tiến hành ở cấp chính phủ. Các nguồn tin của Bloomberg tiết lộ vào ngày 31 tháng 3. Mỹ và Úc chỉ trích Ấn Độ có thể làm suy yếu các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và các đồng minh áp đặt lên Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ đến thăm New Delhi vào ngày 31 tháng 3 trong chuyến công du hai ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết. Cũng theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai nước đang tìm cách duy trì thương mại và các mối quan hệ hợp tác khác bất chấp cuộc khủng hoảng Ukraine. Đây là một chuyến công du nước ngoài thứ ba của Ngoại trưởng Lavrov kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 sau chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm với người đồng cấp Ukraine vào đầu tháng 3 vừa rồi và gặp Ngoại trưởng Vương Nghị ở Trung Quốc vào hôm 30 tháng 3. Hãng tin Reuters dẫn nguồn ẩn danh của chính phủ Ấn Độ cho biết các quan chức Bộ Ngoại giao nước này có thể thảo luận về việc thiết lập một cơ chế thanh toán với Nga sau khi các ngân hàng của Nga bị các nước phương Tây trừng phạt. Động thái này cho thấy sự rạn nứt ngày càng, càng sâu sắc giữa các đối tác an ninh mới nổi khi Ngoại trưởng Nga Lavrov tới Delhi để hội đàm. Theo hãng tin Bloomberg, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo nói với các phóng viên tại Washington hôm 30 tháng 3 rằng các thỏa thuận nếu có giữa Nga và Ấn Độ là đáng thất. Chưa được giải quyết. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại nói, Úc, Dan Tehan nhấn mạnh điều quan trọng là các nền dân chủ đàm phải hợp tác với nhau để duy trì cách tiếp cận dựa trên quy tắc kể từ sau Thế chiến thứ hai. Thỏa thuận về các bảo đảm an ninh và trong cuộc đàm việc phán gia nhập hòa bình hồi đầu tuần tại Ukraine, Istanbul. Nhưng các quan chức Ukraine cho biết đất nước của họ sẵn sàng chấp nhận yêu cầu quan trọng từ Moscow và tuyên bố trung lập lĩnh Viễn, từ bỏ hy vọng gia nhập NATO các nhà đàm phán Ukraine cũng cho biết họ sẵn sàng thảo luận về các yêu sách lãnh thổ của Nga. Nhưng người Ukraine cho biết họ sẽ nhượng bộ với điều kiện được đổi lại sự đảm bảo an ninh từ một nhóm các quốc gia khác. Các quan chức Ukraine hình dung một thỏa thuận trong đó một nhóm quốc gia có khả năng bao gồm các thành viên NATO như Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Đức sẽ cam kết bảo vệ Ukraine. Hôm thứ Năm, một nhà đàm phán Ukraine Mikhailo Bodoyak đề nghị với một đài truyền hình thổ nhĩ kỳ rằng các quốc gia được gọi là người bảo lãnh sẽ có nghĩa vụ pháp lý cung cấp vũ khí, quân nhân hoặc sự trợ giúp tài chính nếu xung đột liên quan đến Ukraine bùng nổ một lần nữa. Ông nói đây là ý nghĩa của hiệp ước này. Một quốc gia muốn tấn công Ukraine sẽ biết rằng Ukraine không đơn độc. Ông Ramzan Kadyrov, người đứng đầu cộng hòa Chechnya thuộc Nga, đã phản ứng khi trưởng đoàn đàm phán Nga thông báo sẽ có các biện pháp giảm leo thang ở Ukraine, bao gồm thu hẹp hoạt động gần thủ đô Kiev. Trong các bài bình luận trên mạng xã hội Telegram ngày 30 tháng 3, ông Kadyrov tuyên bố tổng thống Vladimir Putin sẽ không từ bỏ những gì ông đã bắt đầu ở Ukraine. Trước đó, ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán của Nga trong hòa đàm Nga-Ukraine, thông báo sẽ thu hẹp hoạt động quân sự ở một số nơi tại Ukraine để giảm leo thang xung đột. Chúng ta sẽ không nhượng bộ bất kỳ điều gì, Medinsky đã mắc lỗi sử dụng từ ngữ không chính xác. Nếu mọi người nghĩ rằng Tổng thống Putin sẽ từ bỏ những gì ông ấy đã bắt đầu như cách Medinsky nói, điều đó hoàn toàn không đúng, nhà lãnh đạo trên nhà tuyên bố. Hãng tin RIA đưa tin Nga sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu và cho rằng Liên minh châu Âu có thể nhận ra rằng một cuộc đối đầu với Moscow không có lợi cho mình. RIA dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết vào hôm 31 tháng 3. RIA dẫn lời ông Nikolai Kobrinets, một quan chức thuộc bộ ngoại giao Nga nói rằng các hành động của Liên minh châu Âu sẽ được đáp trả, các biện pháp trừng phạt vô trách nhiệm của Brussels đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày của những người dân châu Âu bình thường. Theo báo Guardian, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Nga tiếp tục rời miền bắc của Ukraine. Theo ông Zelensky, lực lượng của Nga đang tiếp tục rút quân ở phía bắc của thủ đô Kiev, theo hướng tới thành phố Chernihiv và trong vùng Sumy. Ông Zelensky cho rằng đây có thể là một phần chiến thuật của Nga, dù có thể lực lượng của họ không còn giữ được tinh thần như trong nửa đầu tháng 3. Đây không phải là một điều ngẫu nhiên. Chúng tôi biết kế hoạch của họ. Chúng tôi biết những gì mà họ đang lên kế hoạch và những gì họ đang làm, ông Zelensky nói. Bên cạnh đó, ông Zelensky cho biết tình hình cực kỳ khó khăn ở miền nam Ukraine và ở vùng Donbass. Ông thông báo các lực lượng Nga đang tập trung tại khu vực bị chiếm đóng tạm thời của Kherson. Giám đốc truyền thông tòa Bạch Ốc Kate Bedingfield nói Mỹ có bằng chứng cho thấy cuộc chiến chống Ukraine là một thảm họa chiến lược đối với Nga. Trong một cuộc họp báo vào chiều ngày 31 tháng 3, bà Bedingfield tuyên bố, chúng ta đã thấy bằng chứng không thể chối cãi rằng đây là một thảm họa chiến lược đối với Nga. Bà Bedingfield nói thêm rằng Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới vì chiến dịch quân sự đặc biệt của họ tại Ukraine. Tiếp nối chương trình sẽ là bản tin của đài BBC trùm tình báo quân đội Pháp mất chức vì đoán nhầm về Ukraine. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Pháp, tướng Eric Video, mất chức sau khi không dự đoán được cuộc chiến của Nga ở Ukraine, một số hãng tin nói. Bảy tháng sau khi ông đảm nhận vai trò này, có tin nói ông bị đổ lỗi vì các cuộc họp giao ban không đầy đủ và thiếu hiểu biết. Mỹ đánh giá chính xác rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược quy mô lớn trong khi Pháp kết luận là khó có thể xảy ra một nguồn tin cho biết tướng Video bị đổ lỗi cho việc này. Tuy nhiên, nguồn tin quân sự nói với hãng thông tấn xã Pháp rằng công việc của ông là cung cấp thông tin tình báo quân sự chứ không phải dự đoán trước. Đầu tháng 3, người đứng đầu các lực lượng vũ trang Pháp tướng Thierry Bucca thừa nhận rằng tình báo Pháp đã không bằng tình báo Anh và Mỹ. Người Mỹ nói rằng người Nga sẽ tấn công và họ đã đúng. Ông nói với tờ Le Monde, ông này nói thêm rằng tình báo của chúng tôi nghĩ rằng chi phí chinh phục Ukraine sẽ rất khủng khiếp và người Nga có những lựa chọn khác để hạ bệ chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nhưng tướng video dường như cũng đã bị loại vì những lý do khác. Nhiều tuần sau khi ông nhậm chức phụ trách tình báo quân sự, cơ quan của ông đã vấp phải chỉ trích từ Australia hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm trị giá hàng tỷ đô la với Pháp để ủng hộ một hiệp ước an ninh với Mỹ và Anh sự ra đời của thỏa thuận an ninh ba bên giữa Mỹ, Anh và Australia còn gọi là AUKUS gắn với chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Hiệp ước AUKUS đã gây bất ngờ ở Pháp và gây ra một cuộc tranh